Không phải nói tối nay có một cuộc họp lớn sao? Sao giờ này còn chưa về nhà? Sao kêu đi chơi với ông bà nội mà? Xem ra là chỉ lấy cớ để tới đây thôi. Cái này, dì cùng với bạc tổng của chúng tôi có quen biết nhau sao? Ha ha, đâu có quen gì đâu. Chỉ là thấy đẹp trai quá nên lại dòm cái đó mà. Cười. Bạc tổng, Lâm Thanh Tường, ông nội Lâm Yến, Lâm lão gia, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào chỗ ngồi đi. Hơn 30 ngôi sao đầy mị lực sẽ tham gia cùng chúng ta vào buổi tối hôm nay. Người dẫn chương trình, hậu trường phòng hóa trang, bọn họ đang phân công nhau. Anh Kari, em yêu anh. Có nghe thấy không? Thấy tôi được chào đón ghê chưa? Fan của tôi nhiệt tình lắm. Đội trưởng Giang, bọn em nhớ anh. Vương Tử, mau ra đây cho bọn em nhìn mặt anh cái nào. Tiễn Bảo Bảo, con là duy nhất trong lòng mẹ. Xem ra, đâu phải chỉ có mỗi fan nhà anh nhiệt tình đâu, ha ha. À thì, Diệp Tiễn đúng như dự đoán mà, người hâm mộ đang sôi sục bên ngoài kia kìa. Fan nhà người ta đều đỏ cam, vàng xanh lam tím, chỉ có đỉnh đầu nhà cậu là mỗi một mảnh màu tha thứ. Lần cuối cùng mình đứng trên một sân khấu lớn như vậy ở Screaming Night, khi đó mình không có lấy một fan, đã vậy còn lãnh cái giải thưởng quả ô mai thúi nữa. Còn bây giờ fan của Diệp đã là một tiểu đoàn thể không thua kém bất kỳ một fan của nhà nào cả. Vì fan, mình nguyện ý sẽ dốc hết toàn lực. Trên sân khấu rực rỡ lộng lẫy là thế, mà bạc tổng cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái nữa. Khán phòng, chỉ muốn nhìn Diệp Tiễn thôi, tâm tư này cũng quá là rõ ràng đi. Chu Lộ, dạ có em. Ngồi xuống đi. Diệp Tiễn, tâm trạng gần đây của cậu ấy thế nào? Dạ khá tốt ạ. Mặc dù Tiễn có lịch trình rất bận rộn, anh ấy vừa phải quay phim vừa phải tập nhảy mỗi ngày, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Bình thường cậu ấy có tiếp xúc với ai không? Ngoại trừ đoàn phim Quyền Mưu Thiên Hạ thì anh ấy chỉ tiếp xúc với các thành viên của nhóm pho thôi. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho thật tốt. Cô đưa số tài khoản cho Bàng Khải đi. Mỗi tháng Tinh Ngô sẽ chuyển thêm một khoản tiền thưởng vào thẻ của cô, cho đến khi cô không muốn làm công việc này nữa. Trời ơi thiệt hả? Cảm ơn tổng tài. Ôi, hạnh phúc ở đâu đột nhiên bay tới, đập vô mặt tôi vậy trời. Bạc tổng thưởng tiền cho mình sao? Đã vậy còn đều đặn tháng nào cũng có cả. Sau khi nhận được tiền rồi, hãy báo cáo những sự di chuyển cá nhân hàng tháng của cậu ấy cho tôi từng chút một, không được thiếu sót. Hả? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, dễ gì ăn được của ngoại. Tiền của nhà tư bản, bộ tưởng lấy dễ hả? Tiếp theo là những chàng trai được mong đợi nhất, nhóm nhạc Nam Thần Pho, người đã thỏa mãn giấc mơ của 900 triệu cô gái. Pho, Tiễn Bảo Bảo, đã đến lượt Tiễn Bảo Bảo lên sân khấu rồi sao? Pho, Giang Vãn Trạch, Lâm Yến, Diệp Tiễn, Gary. Tiễn Bảo Bảo, hú hú, mẹ ở chỗ này này. Yến Yến, Yến Yến, ông xã của em. Tiểu ca, tiểu ca. Anh Trạch, anh Trạch. And I need you. Giống như trái tim cần nhịp đập, nhưng mà không có gì mới cả. Cô ấy là của tôi, đặc biệt dành riêng cho tôi và chỉ mình tôi thôi. Tiễn Tiễn, a, à. Tổng tài, good job. Mau đưa quần áo của Tiễn Bảo Bảo cho mẹ đi nào.
Hảo con trai, còn thay mẹ theo đuổi ngôi sao nữa chứ, chờ lát nữa mẹ truy theo được rồi, mẹ sẽ khiến cho hắn nhận con làm anh trai. Không nghe thấy, giả vờ không biết, phải giả vờ triệt để như vậy sao? Hừm, tình huống gì vậy? Người đâu rồi? Ánh đèn đâu? Âm nhạc đâu? Sân khấu bị trục trặc rồi sao? À, hóa ra là đến phần phong cách cá nhân. Sau phần nhảy của nhóm nhạc, sẽ có các màn biểu diễn cá nhân. Các anh ấy chiều fan quá đi mà. À, oa oa, cơ bụng. Cơ bụng sáu múi kìa. Trời ơi, tôi thấy cái gì vậy? Là cơ bụng của anh Trạch. Ôi, tôi ghiền quá đi. Khựu khựu. Bão cuồng phong của nhị thiếu gia từ khi nào biến thành như vậy? Bình thường hắn diễn tập cũng là như vậy sao? Ờ thì chắc là vậy. Hừ. Anh ca ơi, anh gợi dục quá đi. Yên Yến, Vương Tử, mau đến lượt tiễn bảo bảo đi nào. Nếu thứ cuối cùng trong tay tôi là một quân bài át chủ. Tiếng Nhật, đây chẳng phải là câu thoại kinh điển người yêu át chủ bài, gần đây đã trở nên phổ biến trên các trang web, manga, anime sao? Là ai đã tung ra đoạn này vậy? Có thể, giọng nữ. Vậy chứng kiến một chút kỳ tích đi, giọng nam. Trời ơi, quá đã. Thật sự là giống quá đi. Sao anh ấy có thể giả được giọng nam và giọng nữ chuẩn xác đến như thế? Quá lợi hại. Diệp Tiễn, quá tuyệt vời. Mẹ yêu con. Hiện tại, em là của anh. Trời đất ơi, sao có thể? Ôi má ơi, người đàn ông này làm cho con chết lịm luôn rồi. Diệp Tiễn còn biết làm ảo thuật nữa kìa. Hậu trường, tuyệt lắm, cậu đã thể hiện hết 100% hiệu suất khi lên biểu diễn rồi đó. Nhất là giọng nữ vừa rồi, mới nghe đã thần hồn điên đảo, cậu hãy dùng giọng nữ đó nói chuyện với tôi đi. Cút, hắc hắc. Màn trình diễn của nhóm Nam Pho thực sự rất tuyệt vời và cuối cùng là một quả trứng màu dành cho tất cả mọi người. Hoan nghênh Lâm Yến với phần biểu diễn bản nhạc piano nổi tiếng quốc tế. Lần này, tôi sẽ làm hết sức mình cho ước mơ của tôi. Ở trước mặt tôi có hai con đường. Một là con đường khang trang đã được an bài sẵn và tất cả mọi người đều cho rằng nó là đúng đắn. Còn lại là hướng của trái tim, nhưng nó đầy rẫy những trở ngại và chông gai. Khi tôi đang do dự ở ngã ba đường, thì một người bạn đã yêu cầu tôi làm theo trái tim mình. Và đã nói với tôi rằng, chỉ cần bạn có một ước mơ vững chắc, nó sẽ giúp bạn dũng cảm. Từ khi nào mà Lâm Yến lại có một người bạn văn hóa và giống như một nhà triết học như vậy, thực sự là có ý nghĩa mà. Hậu trường, anh chàng này cuối cùng cũng nói được một lời hay rồi. Hôm nay, ngay tại chỗ này, tôi muốn nói lời cảm tạ với người bạn này. Và tôi cũng muốn gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cùng với bản stream này để dành cho người bạn ấy. Từ trước đến nay, ta chưa từng thấy qua Yến Nhi nghiêm túc và toàn tâm toàn ý làm một việc như vậy. Từ nhỏ, hắn đã biết nghe lời và hiểu chuyện. Bắt hắn học chương trình kinh tế học, hắn chưa bao giờ phản kháng. Lần thi nào hắn cũng đạt được điểm cao, khiến cho mọi người đều nghĩ rằng hắn rất hứng thú với môn học này. Cho đến khi ta phát hiện ra rằng hắn luôn mất tập trung trong lớp và đã viết một số lời bài hát không thể giải thích được trong sách giáo khoa. Rồi sau lưng lại chơi một số nhạc cụ mua bằng tiền tiêu vặt. Thân là trưởng tôn của Lâm Thị, hắn không nên trầm mê với những thứ mà con cháu gia tộc này không cho phép chơi. Cho nên ta bắt đầu cấm hắn chơi nhạc, và cũng là từ lúc đó trở đi, ta và Yến Nhi dần dần xa cách. Ta vẫn không thể hiểu được suốt cuộc âm nhạc có ma lực gì mà có thể làm cho Yến Nhi trở nên phản nghịch như vậy. Lâm Yến. Nhưng hôm nay nhìn thấy hắn đứng trên sân khấu, có vô số người cổ vũ và hò hét cho hắn. Nghe nhạc của hắn làm cho cả người của hắn bừng sáng lên. Đó có phải là tình yêu và ước mơ không? Nếu Bạc Tổng đã tìm đến ta, nguyện ý hộ tống, hộ giá tập đoàn Lâm Thị cùng Yến Nhi. Vậy thì trước tiên cứ để cho hắn tiêu sái một phen đi. Minh tinh thì không thể nào làm cả đời được, một ngày nào đó hắn sẽ trở về mà thôi. Nhóm thân hữu của Diệp Diễn.
Dì Ôn thích Diệp Tiễn, nên việc dì ấy ngồi ở nhóm thân hữu của Diệp Tiễn cũng là điều đương nhiên. Nhưng bà Chu Lỗ mà cũng có thể được ngồi ở chỗ đó, chứng tỏ cái thiệp mời đó là Diệp Tiễn đã tặng cho Chu Lỗ. Hắn tình nguyện tặng cho một con trợ lý nhỏ mà không tặng cho mình sao? Bạc Đình Thâm, hãy chờ anh ở hậu đài. Sau khi kết thúc tiệc, anh sẽ qua đón em. Tối nay chúng ta sẽ trở về Cửu Khê Thập Bát Đảo. Anh muốn ăn bánh trung thu và bánh dày. Diệp Thiệu Văn, Tiểu Diệp Tử, anh đang chuẩn bị đến đệ nhất thể viện quán để đón em về ăn Tết ở nhà nè. Bộ hai người này đang bàn bạc với nhau là sẽ cùng gửi tin nhắn một lúc để làm cho mình khó xử hay sao vậy? Chứ sao, nội dung lại giống y chang nhau vậy? Diệp Tiễn, Bạc Tổng, anh không về nhà ở vào dịp Tết Trung Thu sao? Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Quốc trong 5.000 năm nay. Anh không thể vứt bỏ như vậy được. Bạc Đình Thâm, vì ai mà anh ở lại chỗ này chứ? Anh hai, em vẫn còn chưa diễn xong mà. Sau khi kết thúc không chừng sẽ có lịch trình khác nữa. Anh không cần phải tới đón em đâu, em tự mình về nhà được. Em đừng mong mà gạt anh đã xem chương trình phát sóng trực tiếp. Đã nhìn thấy em kết thúc ở phần biểu diễn rồi, nên anh mới chạy lại đón em. Mau chạy nhanh ra đây, bằng không anh sẽ đi thẳng vào sân vận động để tìm em đó. Làm thế nào bây giờ, nếu hai người bọn họ cùng lúc đến hậu trường tìm mình, thật sự hình ảnh đó mình không dám tưởng tượng luôn á. Chuồn thôi, Diệp Tiễn, cậu đi đâu vậy? Anh đừng động vào tôi, anh buông tôi ra đi. Không được, nhìn cái mặt gian gian của anh, đừng có nói là anh đang thông đồng với mấy tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ để đưa tôi đi đó chứ. Tiễn Tiễn, cuối cùng cũng tìm ra con rồi. Thật vừa lúc, dì chỉ là tới để xem chương trình thôi, không nghĩ lại gặp được con. Nếu con không vội về nhà thì đi uống nước với dì nha. Cái này thật ngại quá dì, bây giờ con phải đi. Đi đâu? Tiêu rồi, bị bắt gặp rồi. Tiêu rồi, bị bắt gặp rồi, trốn không được nữa rồi. Đình Thâm, sao con lại tới đây? Mẹ đừng nói chuyện với Tiễn Tiễn chút là sẽ về nhà liền. Con đi về trước đi, không cần đưa mẹ về đâu. Em đang muốn chạy đi đâu? Em tính chạy về nhà ăn Tết. Người nhà của em sẽ lại đây. Hoài nghi. Bọn họ ngàn dặm xa xôi từ núi lớn chạy đến đây. Chẳng lẽ em không thể tận hiếu được sao? Đình Thâm, thằng bé này kỳ quá đi. Con làm gì mà cứ nắm lấy tay của Tiễn Tiễn không buông vậy? Con thân to lớn như vậy, nắm đỏ hết cả cổ tay của em nó rồi kìa. Kỳ cục ghê. Dì ơi, con không sao mà. Đi về nhà. À, Bạc Tổng, anh vừa nói cái gì? Em có thể về nhà sao? Con tưởng rằng phải tốn chút khí lực mới có thể chuồn đi được. Không ngờ Bạc Đình Thâm hiện tại lại dễ nói chuyện như vậy sao? Nhớ kỹ. Nói nhỏ. Em nợ anh cái gì? Em nhớ mà. Dì, Bạc Tổng, con đi trước đây. Tạm biệt. Diệp Tiễn, đúng là một chàng trai đầy tâm cơ. Từ khi nào mà cậu ta lại trở nên thân thiết với Bạc Tổng và phu nhân của chủ tịch như vậy? Bữa nào mình phải học hỏi cậu ta mới được. Cổng phía đông của sân vận động. Em gái, trễ một chút nữa là hai người họ gặp nhau rồi. Cũng may là nhờ mình chuồn nhanh. Ây da, em gái, đau. Mới mấy ngày không gặp mà em đã muốn mưu sát anh ruột của mình rồi hả? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, muốn làm chuyện gì thì cũng phải bàn bạc với em trước chứ. Thì cũng tại anh nhớ em gái của anh quá thôi. Em lúc nào cũng bận đóng phim, chẳng khi nào thấy đi thăm anh hai. Có cái Tết cũng không chịu về nhà nữa. Ai, thôi bỏ đi, không so đo với anh nữa, đi về nhà rồi hãy nói. Nơi đây không nên ở lâu, lỡ như lại gặp phải Bạc Tổng thì sự tình lại phức tạp thêm nữa. Diệp gia, Tiễn Tiễn, đây đều là những món con thích ăn nhất đó. Ăn nhiều một chút đi con. Lâm Yến, cả nhà cứ ăn trước đi, con đi nghe điện thoại đã. Alo, Lâm Yến. Diệp Tiễn, tôi thành công rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông nội đã đồng ý để cho tôi được tiếp tục ở lại giới giải trí rồi. Hơn nữa,
còn hứa sau này sẽ không can thiệp vào quyết định của tôi nữa, và cũng sẽ không bức tôi làm những chuyện mà tôi không thích. Nếu như vậy thật, thì chúc mừng anh nha. Ha ha. Thật ra thì trong chuyện này tôi cũng đâu có ra sức làm gì đâu, tất cả đều là nhờ công lao của Bạc Đình Thâm ấy mà. Không biết hiện tại anh ấy đang làm gì nữa. Bạc khụ khụ, ông xã, anh về đến nhà chưa? Lâm Yến mới gọi điện cho em, nói rằng ông nội của anh ta đã đồng ý cho anh ta được ở lại giới giải trí rồi. Chuyện này ít nhiều cũng nhờ có anh. Rồi thì sao? Em đặc biệt gọi đến cho anh chỉ là muốn nói cảm ơn anh thôi. Cũng không phải chỉ có bấy nhiêu đó. Thật ra, em chủ yếu muốn nói với anh là Trung Thu vui vẻ, đoàn đoàn viên viên. Ừ, em cũng vậy nha, nhưng Tết Trung Thu này không có em. Với anh mà nói, như thế nào có thể viên mãn được chứ? Đoàn phim Quyền Mưu Thiên Hạ, mọi người đều lại đây một chút. Tôi có việc muốn tuyên bố, đạo diễn. Theo tin mới nhất, bộ phim Hồng Nhan Tiếu của Hoàn Vũ đã bị gỡ khẩn cấp vì có liên quan đến việc làm xáo trộn lịch sử. Các app video lớn và vệ tinh muốn cho Quyền Mưu Thiên Hạ của chúng ta lên đỉnh và đêm nay sẽ được đưa lên. Sao mà đột ngột dữ vậy? Chẳng phải bộ phim của chúng ta vẫn còn chưa hoàn thành sao? Tôi còn tưởng rằng bộ phim IP lớn đầu tiên mà tôi tham gia sẽ phát sóng vào một năm sau chứ. Điều này cũng quá bất ngờ đi. Hồng Nhan Tiếu bị gỡ sao? Chuyện này nó đâu có trong nguyên tác đâu ta. Trong nguyên tác, Hồng Nhan Tiếu sau khi được Tinh Ngu mua lại đã chế tác thành một bộ phim IP lớn, nổi tiếng một thời, nhưng bây giờ cư nhiên chết non giữa đường. Có vẻ như nội dung của nguyên tác không phải là bất biến, vì vậy mình cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Đúng rồi, Diệp Tiễn, lát nữa cậu đến phòng nghỉ tìm tôi một chút, tôi có việc muốn nói với cậu. Vâng, đạo diễn. Đạo diễn, anh tìm em có chuyện gì sao? Phòng nghỉ đạo diễn, cậu lại đây nhìn xem. Tiểu Hữu, đệ mau thả Thiên Lân ra đi. Sư tỷ, hắn lừa tỷ, còn làm thương tổn tỷ nữa. Ủa, đây là cảnh mình mới quay với Lạc Vũ Vi, có vấn đề gì sao? Phần tình cảm thể hiện ở chỗ này không đúng lắm. Diệp Tiễn, kỹ thuật diễn của cậu rất tinh vi, nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu được tình yêu của Thẩm Cận Hữu. Không hiểu tình yêu, sư tỷ. Thẩm Cận Hữu, dù trở nên tàn nhẫn máu lạnh đến đâu, thì tình cảm của anh ta dành cho Hạ Thanh Thiều vẫn là thuần khiết nhất. Chỉ là bởi vì có sự tồn tại của Cố Thiên Lân, nên phương thức yêu đã trở nên cực kỳ cố chấp và cực đoan. Về điểm này, cậu nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Ồ, dạ. Em sẽ thử lại. Cho tới nay, cậu đều diễn rất tốt, nhưng tôi vẫn không ngừng mong chờ cậu. Tôi hy vọng cậu có thể lột tả được vẻ đẹp của nhân vật Thẩm Cận Hữu một cách chân thật nhất, đến nỗi không ai có thể thay thế được. Phòng nghỉ, yêu cực đoan, yêu cố chấp. Lào bà lào bào, rốt cuộc đó là loại tình yêu gì vậy trời? Cậu ổn chứ? Đội trưởng, anh đã từng yêu chưa? Anh có hiểu gì về tình yêu không? Anh có yêu một người đến nỗi ngay cả khi họ không yêu anh hoặc thậm chí đã làm anh tổn thương nặng nề, nhưng anh vẫn sẽ yêu người ta chứ? Chưa yêu bao giờ, nhưng mà gần đây tôi có kết thân với một người nên cũng có hiểu chút chút. Nhưng vấn đề của cậu tôi không biết nên trả lời ra sao. Ai, ngoài đời làm gì có người nào yêu một người đến mức này chứ? Thẩm Cận Hữu chắc là chỉ một ngoại lệ. Anh Tiễn trông có vẻ lo âu như vậy, mình nên làm cái gì đây? Bạc Tổng bảo mình phải báo cáo động tĩnh của anh Tiễn, mình còn đang định làm báo cáo giả, nhưng hiện tại chi bằng. 5 phút sau. Alo. Anh đang ở bên ngoài đoàn phim, mau đi ra đi, anh đưa em về nhà. Cái gì? Anh đang ở bên ngoài đoàn làm phim, sao tự nhiên anh lại chạy tới đây làm chi? Em... tốt nhất là nên chạy lẹ ra đây đi. Còn không thì, anh sẽ đi thẳng vào đó. Chúng ta đi đâu vậy? Cửu Khê Thập Bát Đào. Ồ, uể oải. Sao vậy? Em còn có nơi khác để đi sao? Đâu có đâu, chỉ là hôm nay diễn không đạt đó mà. Đạo diễn đặt kỳ vọng vào em rất cao,
kêu em nên về tự suy nghĩ lại, nhưng em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi mà không ra. Ông ấy nói em diễn không tốt chỗ nào, ông ấy nói em không hiểu gì về tình yêu cả, thậm chí càng không hiểu tình yêu đầy cực đoan và cố chấp mà Thẩm Cận Hữu đã dành cho Hạ Thanh Thiều. Nhưng em cảm thấy em diễn tốt rồi mà. Thật sự là như vậy. Em còn tưởng anh sẽ thay em nói chuyện nữa chứ, không nghĩ tới anh cũng cảm thấy em không được. Không có gì đâu. Em không tệ đến vậy. Về nhà, ông xã sẽ dạy cho em nha. Bao dạy, bao phê, bao hiểu luôn. Bạc Đình Thâm, anh muốn làm gì hả? Anh mau cởi cái cà vạt ra ngay đi. Ừ. Rốt cuộc đây là cái thao tác biến thái gì vậy trời? Sao đột nhiên lại đối với mình như vậy chứ? Nói nhỏ thôi, đi với anh tới đây. Ừm. Bạc Đình Thâm mắc dịch. Anh muốn đưa tôi đến phòng ngủ hả? Chẳng lẽ anh muốn... Kha. Ôi trời ơi, đồ vô liêm sỉ, đồ biến thái. Đồ ma quỷ. Có muốn anh bế em vào không? Ừm, không cần. Mạng mình xong rồi. Từ giờ trở đi, em là Hạ Thanh Thiều, còn anh là Thẩm Cận Hữu. Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ diễn cảnh Thẩm Cận Hữu chạy đến cứu Hạ Thanh Thiều nha. Anh ấy muốn lấy thân làm mẫu để dạy mình đóng phim sao? Anh ấy đã biết hết tình tiết kịch bản rồi. Cơm. Rốt cuộc đã tìm được tỷ rồi. Sư tỷ, tỷ đừng sợ, ta tới cứu tỷ đây. Gì vậy trời, nhưng phải nói là Bạc Đình Thâm còn rất có thiên phú biểu diễn. Vậy mình thử phối hợp với anh ấy xem sao. Tiểu hữu. Đệ mau, thả Thiên Lân ra đi. Cởi. Thả hắn sao? Sư tỷ. Hắn lừa tỷ, còn làm tổn thương tỷ. Chẳng lẽ tỷ không hận hắn sao? Thắt chặt. Bạc Đình Thâm lại thắt chặt dây cà vạt lại. Vậy đây là... Thẩm Cận Hữu sợ Hạ Thanh Thiều chạy sao? Tình tiết này thật sự chưa từng nghĩ đến. Không nghĩ tới, Bạc Đình Thâm lại nghiêm túc như vậy. Vậy thì mình cũng phải nghiêm túc lên mới được. Không sai, hắn đã lừa gạt tỷ. Nhưng hắn đã cứu ta. Những cái đó đều là giả. Hắn đối với tỷ vẫn luôn là hư tình giả ý. Hắn chỉ là muốn lợi dụng tỷ để cướp lấy càn khôn đơn mà thôi. Sư tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng chém giết trên chiến trường không? Mạc Bắc và Hành Sơn đã khai chiến, chẳng lẽ tỷ còn muốn lựa chọn đứng về bên Cố Thiên Lân? Để rồi từ bỏ phụ thân của tỷ, từ bỏ... Bạc Đình Thâm dùng sức đến nổi xanh cả gân, mà mình lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Đây chính là tình cảm của Cận Hữu sao? Cho dù có phẫn nộ đến đâu, cũng không muốn tổn thương Hạ Thanh Thiều. Anh ấy chỉ là đang hành hạ bản thân mình thôi. Tiểu Hữu, ta đang mang thai đứa con của Thiên Lân. Vì vậy mà tỷ phải lựa chọn Cố Thiên Lân. Ta không có lựa chọn nào khác. Tỷ có. Sự tỷ, tỷ còn có ta mà. Tỷ đã quên tỷ đã từng hứa hẹn sẽ cùng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau rồi sao? Tỷ đừng giống như những người khác mà vứt bỏ ta được không? Cho dù có con thì đã sao? Chúng ta cũng có thể bỏ nó đi mà. Đây có phải là thiếu một chút cảm giác mà đạo diễn đã nói với mình hay không? Một chút cố chấp kia làm cho người ta từ trong xương cốt đều run rẩy vì tình yêu. Mình giống như đã hiểu rồi. Sư tỷ, cái này là thuốc phá thai. Ăn nó vào thì đứa trẻ sẽ không còn trở thành gánh nặng của tỷ nữa. Bạc Đình Thâm cư nhiên móc trong túi ra một cây kẹo mút như vậy. Tiểu hữu, không cần như vậy đâu. Cắn. Ừ. Tỉnh dùm đi ông. Ông nhập vai diễn quá sâu rồi đó. Tiêu rồi. Bạc Đình Thâm có lòng tốt dạy mình đóng phim. Vậy mà mình nỡ lòng nào lại đánh anh ta như vậy.
Chắc chắn là anh ta đang nổi giận rồi. Em xin lỗi, em sai rồi, hay là giờ anh đánh lại em đi, đánh vào đầu này. Nhưng mà anh nhớ đánh nhẹ nhẹ một chút, chứ mạnh quá, để lại dấu tích ngày mai, làm sao người ta đi đóng phim được. Nè, đánh đi. Cốc, hả? Đánh có vậy thôi hả? Học nãy giờ đã thông suốt chưa? Dạ, đã thông suốt rồi, thưa sếp. Không ngờ nhìn như vậy mà cũng biết đóng phim nữa, lại đóng hay muốn chết luôn. Xuất sắc, xuất sắc. Anh còn có rất nhiều chỗ lợi hại nữa. Sau này em cứ từ từ mà khám phá. Đóng phim cả ngày trời, em cũng mệt mỏi rồi, em đi tắm nước nóng đi. Dạ dạ. Phù, thật là thoải mái quá đi. Lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt vặn vẹo, tràn ngập chiếm hữu dục vọng của Bạc Đình Thâm khi vào vai Thẩm Cận Hữu. Ta nói, thật sự là quá chấn động. Sao mà ngực có chút hơi đau đau, hơn nữa cảm giác này sao thấy quen thuộc vậy? Hình như là bự hơn trước một ít thì phải. Mình đây là đang bắt đầu phát dục sao? Trời đất ơi, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa mà. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề nan giải hơn. Mình cùng Bạc Đình Thâm trở về nhà, lại còn ở chỗ này tắm rửa. Lát nữa, bây giờ liệu mình về nhà có còn kịp không đây? Oa oa. Chắc chắn là Bạc Đình Thâm đã sớm có dự mưu rồi. Ngay cả quần áo cho mình mà cũng chuẩn bị sẵn nữa. Lại vừa y mới ghê chứ. Chỉ bằng tranh thủ lúc anh ấy không chú ý, mình đi lẹ. Tắm xong rồi hả? Ôi trời ơi, má ơi. À ừ, à, anh cũng tắm rồi hả? Ừm. Vậy, em đi. Giường chiếu đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ngày mai em còn phải đi đóng phim nữa, nên tối nay tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngủ ngon nha. Ừ, chỉ có vậy thôi á hả? Là mình hết cả hồn. Hả? Đình Thâm à, từng bước áp sát, chỉ có thể dọa người ta chạy mất. Cậu phải từng bước lạt mềm buộc chặt. Phải làm cho người ta miên man suy nghĩ, sau đó tự mình đưa đến cửa. Lần này buông tha cho em trước. Lần sau, anh sẽ theo trình tự, từng bước một. Ngày hôm sau. Anh Tiễn. Anh sao vậy? Bộ tối hôm qua không ngủ được hả? Có phải là vẫn đang suy nghĩ những lời đạo diễn nói hôm qua không? Không, anh chỉ là... Không. Không, Bạc Đình Thâm. Anh đừng tới đây. Tiễn Tiễn, em qua đêm ở nhà anh. Mà em vẫn còn chưa có chuẩn bị gì sao? Đừng sợ, ông xã sẽ nhẹ nhàng một chút. Ừ. Trời ơi, làm sao tối qua mình lại có một giấc mơ kỳ lạ như vậy? Chính xác thì mình đang mong đợi điều gì? Không, mình không có mong đợi điều gì hết. Diệp Tiễn, đến lượt cậu diễn rồi kìa. Cố lên, phải cố gắng hết sức. Vâng, đạo diễn, em sẽ cố gắng. Được rồi. Cắt, cắt, cắt. Trời ơi, Diệp Tiễn, cậu sao vậy? Sao lại có thể diễn tốt đến như vậy kia chứ? Chỉ mới một đêm mà đã thay đổi nhanh như vậy, đừng nói là cả đêm đi nói chuyện yêu đương nha. Ha ha, làm gì có, chỉ là em đã được một cao nhân chỉ điểm cho. Lần này phải nói là nhờ Bạc Đình Thâm lắm luôn, lát về phải cảm ơn anh ấy mới được. Anh Khương tìm anh kìa. Đạo diễn, em đi nghe điện thoại cái đã. Anh Khương, đột nhiên anh tìm em, là có chuyện gì sao? Diệp bảo bối của tôi, để tôi nói cho cậu nghe một tin. Tôi đã tranh thủ được cho cậu buổi thử giọng cho người phát ngôn khu vực châu Á Thái Bình Dương của trò chơi Phá Tan Hỏa Tiễn đấy. Là thiệt hay giả vậy? Anh không gạt em đó chứ? Game PC Phá Tan Hỏa Tuyến là trò chơi đấu súng hot nhất trong nước trong 2 năm gần đây. Người phát ngôn trước đó còn có lưu lượng truy cập thuộc hàng top của làng giải trí lúc đó nữa chứ. Cứ nhiên muốn mời mình thử vai người phát ngôn. Cái bánh này cũng quá lớn rồi. Tôi chọc cậu làm gì, nhưng đây là tài nguyên đỉnh cấp, nên tôi cũng chỉ tranh thủ được cho cậu với tư cách thử giọng mà thôi. Nghe đâu, còn có 2 người cạnh tranh nữa, cũng là những thí sinh hàng đầu đấy.
Mấy người giỏi, người ta đi cạnh tranh vậy. Còn em chắc rớt từ vòng gửi xe rồi, hay là thôi bỏ đi. Cậu đừng nhụt chí chứ. Tuy phá tan hỏa tuyến, bây giờ đã không còn thiếu sức nóng nữa, nhưng cái nó đang thiếu chính là hình tượng người phát ngôn thích hợp. Hơn nữa, phí đại ngôn là 5.000 vạn lận, không muốn đi thử sao? 5.000 vạn hả? Vậy thì em đi. Vậy thì anh nhanh chóng gửi cho em các tài liệu liên quan đến công ty và thời gian thử giọng đi. Ví của em đã đói và không thể chịu đựng được nữa rồi. Quả nhiên, có tiền là có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của thằng nhóc này mà. Mấy ngày sau, cao ốc Tân Dung. Chúc động, nếu ngay cả Doãn Lạc cũng đã rời khỏi cuộc thi. Vương Vĩ, người đại diện của Sở Nghiêu. Sở Nghiêu, anh cả của điện ảnh đại địa. Vậy sự hợp tác của chúng ta có đạt được không? Tiểu nói nhỏ. Được, đợi lát nữa còn có một người thử giọng nữa là nghệ sĩ của giải trí Tinh Ngu. Cậu ấy sắp đến rồi. Tinh Ngu, xin chào. Tôi là... Gì? Thế giới này cũng nhỏ bé quá đi. Trúc San San thế nhưng cư nhiên là CEO của Phá Tan Hỏa Tuyến ư? Còn vị bên cạnh kia là cha của cô ấy. Ôi thôi xong rồi, đây chẳng lẽ chính là oan gia ngõ hẹp, ở ác gặp dữ trong truyền thuyết đây sao? Trúc Tổng, đã lâu không gặp, để tôi giới thiệu với anh một chút, vị này chính là Diệp Tiễn của giải trí Tinh Ngu. Miệng lưỡi lưu loát, xác thật là cũng không tệ lắm. San San, con cảm thấy Diệp Tiễn thế nào? Chẳng ra gì. Phải không? Nhưng ba thấy mấy ngày trước con vẫn theo đuổi bộ phim truyền hình của cậu ấy mà. Trời, con mà thèm xem cậu ta hả? Con chỉ muốn xem Giang Vạn Trạch Vãn thôi. Con chính là fan siêu cấp của anh ấy. Ế, là Giang Vãn Trạch. Giang Trạch Vãn là cách xưng đầy yêu thương của tôi dành cho anh ấy đó, không được sao? Cái này, thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một chút ạ. Hay là chúng ta đi thôi, Trúc San San cùng em có xích mích. Cậu chính là Diệp Tiễn phải không? Nghe nói Quyền Mưu Thiên Hạ có lượt phát sóng không tồi à nha. Chúc mừng cậu, mặc dù chỉ là một vai phụ nhỏ xíu. Vai phụ nhỏ thì có làm sao không? Chả làm sao cả, Tinh Ngu có Giang Quán Trạch, cậu cũng không có khả năng diễn vai chính đâu. Hơn nữa, nghệ sĩ như cậu mà cũng có thể đóng được vai phụ trong ngành công nghiệp điện ảnh lớn này là đã rất lợi hại rồi. Để có được tài nguyên kia, chắc là tốn không ít tâm tư ha. Cái này có phải là đang muốn tìm lỗi hay không? Chắc không phải đâu, giữa hai chúng ta thì đâu có thủ án gì đâu. Hơn nữa, mình cùng Sở Nghiêu cạnh tranh, rõ ràng là Sở Nghiêu chiếm thế thượng phong mà. Sở Nghiêu nhà tôi, không giống như những kiểu nghệ sĩ liên tiếp xảy ra scandal được bao nuôi như cậu. Cậu ấy ra mắt đã 6 năm và không có tin tức tiêu cực nào cả. Thời buổi bây giờ, thiếu cha gì các nguồn tài nguyên và phim truyền hình nổi tiếng, bộ không biết xấu hổ hay sao mà còn tới đây cạnh tranh, phá tan hỏa tuyến nữa, không biết lượng sức gì cả. Vậy sao? Nếu cảm thấy tôi không biết lượng sức, vậy thì vì cái gì phải tốn nước miếng với tôi chi cho mệt vậy? Không phải chứ, nhẹ nhàng thong thả là có thể đánh bại được tôi sao? Cậu vẫn còn chưa biết à, Sở Nghiêu nhà chúng tôi sắp ký hợp đồng với Tinh Ngu rồi. Tôi sợ đến lúc đó các người trở thành đồng nghiệp của nhau, rồi khi gặp lại nhau, cậu lại nhớ tới việc bị bại dưới tay của cậu ấy trong trận này thì đau đớn lắm. Cho nên, tôi mới khuyên cậu, tốt nhất là nên rút khỏi cuộc thi này thì hơn. Sở Nghiêu ký hợp đồng với Tinh Ngu à? Sở Nghiêu và Giang Vãn Trạch tuổi cũng xấp xỉ nhau, tính cách lại na ná như nhau, trong khi ông Bạc Đình Thâm, ông cuồng em trai đến như vậy mà ông vẫn ký hợp đồng với anh ta sao? Vốn dĩ đi liền rồi, nhưng bị anh ta nói như vậy, đột nhiên lại có quyết tâm phải giành được game xung phá hỏa tuyến này. Sao cậu còn chưa đi? Tôi bị người ta mắng cho ngu cả người rồi chứ gì, đáng đời. Đây không phải là con đường mà ban đầu cậu sống chết phải lựa chọn sao? Thiên kim của Diệp gia khá lắm. Xuyệt. Mấy lời này không nên nói lung tung bên ngoài.
Ai cho cậu chạm vào tôi hả? Mấy cô bé khác nói câu này đã đành, cậu mà cũng diễn nữa sao? Ai cho phép cậu dùng những lời nói đùa giỡn thân thiết đó với tôi hả? Cậu tốt xấu gì cũng là CEO của công ty, có thể nào công tư phân minh không? Đừng lôi tình cảm cá nhân vào công việc, cho tôi một cơ hội cạnh tranh nhé. Không được, hung dữ vậy. Tôi hung dữ à? Ban đầu cậu cứ cho như không lôi chuyện cá nhân vào thì cậu cũng không có cơ hội đâu. Tất cả các phương diện của Sở Nghiêu đều phù hợp làm người đại diện xung phá hỏa tuyến hơn cậu. Công ty tôi hợp tác với anh ta sẽ có rất nhiều lợi ích to lớn. Hợp hơn tôi, cậu chắc chứ? Tôi là hình tượng nguyên mẫu của nam chính xung phá hỏa tuyến mà. Lúc nhận được những tư liệu về xung phá hỏa tuyến, mình đã phát hiện tạo hình của nam chính rất giống mình. Trúc San San là tác giả mạng, xung phá hỏa tuyến lại là game được tuyển thể từ tiểu thuyết mạng. Vì vậy, Trúc San San rất có khả năng là tác giả nguyên tác. Tôi không biết cậu đang nói gì cả. Cứ cho rằng tôi không có cửa làm gương mặt đại diện, vậy cậu có thể cho tôi một cơ hội nói lời xin lỗi và giải thích không? Đây là món đồ lúc trước cậu làm rơi. Hóa ra nó không bị mất. Mình cứ nghĩ là rơi mất rồi, hôm đó còn tìm suốt cả một ngày, buổi tối khóc sưng cả mắt, đúng là uổng công khóc lóc rồi. Tiểu San, rất xin lỗi về chuyện 2 năm trước. Lúc đó tôi bị tình yêu làm mờ mắt, khuyên thế nào cũng không nghe, đã phụ lòng tốt của cậu một thời gian dài. Sau đó thì tôi tự thấy rất hổ thẹn, nhưng lại ngại, không dám tới xin lỗi cậu. Tiểu San, Tiểu San, mau đến đây xem nè. Lúc trước, Diệp Diên luôn gọi mình như vậy. Tôi đã tự nhận thức được mình đã sai, hơn nữa cũng đã thay đổi rồi. Còn chuyện phá hoại hôn ước của cậu và Lâm Yến lần trước, tôi cũng rất xin lỗi. Nhưng đối với cậu mà nói thì đây cũng là một việc tốt. Lâm Yến chỉ là bị gia đình ép thôi. Chuyện này cậu không cần nói nữa, tôi hiểu tình hình gia đình của anh ta. Tôi cũng không định đính hôn với anh ta, hơn nữa người mà tôi thích cậu cũng biết mà. Cậu là người nặng tình như vậy, sao có thể nói thay đổi là thay đổi? Nguyên chủ biết người mà cô ấy thích, vậy có lẽ là đã biết từ 2 năm trước rồi. Nhưng 2 năm trước Trúc San San không tiếp xúc với người đàn ông nào cả. Hơn nữa, cô ấy còn coi mình là bạn bè thân thiết. Lẽ nào, cậu thích tôi hả? Sao có thể chứ? Thôi, không hy vọng. Cậu nhớ được điều gì? Anh của cậu có mắt nhìn người lắm. Anh tôi nói về tướng mạo, khí chất, học vấn, nhân cách thì đều là hàng cực phẩm. Tôi không nói quá đâu. Vậy thì đâu cần quan tâm xem ai có mắt nhìn người. Dạo này anh của cậu làm gì? Có qua lại với cô gái nào không? Anh ấy vẫn đang nghiên cứu bên anh. Chắc là chưa có người yêu đâu. Không nghe nhắc đến. Nghiên cứu, anh ấy đổi ngành lúc nào vậy? Không phải là đang kinh doanh phát triển ngành thương mại điện tử sao? Là anh hai sao? Diệp Thiệu Văn là một người anh tốt, nhưng về phương diện đàn ông thì lại là trai hư. Không muốn nói thì thôi vậy. Làm người phát ngôn của phá tan hỏa tuyến, tôi có thể đưa cho cậu, nhưng cậu cũng phải giúp tôi làm một chuyện. Cậu nhìn nè. Blogger nhạc nổi tiếng Am bị trầm cảm. Tôi luôn quan tâm đến chủ đề đồng tính nam, và gần đây, blogger nam yêu thích của tôi bị trầm cảm vì anh ấy là người đồng tính và phải chịu quá nhiều bạo lực mạng. Vì vậy, tôi muốn làm bộ phim tuyên truyền chống phân biệt đối xử với đồng tính, hy vọng giảm thiểu sự xuất hiện của điều này. Cho nên, cậu muốn tôi hỗ trợ quay phim. Cậu không đồng ý à? Tôi do dự. Cậu không đồng ý, tôi cũng dễ hiểu, vì cậu cũng không phải là người đầu tiên từ chối quay. Được. Gì? Cô ấy vừa nói cái gì vậy? Cậu đồng ý hả? Trời ơi, Diệp Tiễn, bộ cậu vừa nói đồng ý đúng không? Không được đổi ý đó nha. Chú ý hình tượng trước công chúng dùm đi. Cái gì mà chú ý hình tượng chứ? Nơi này làm gì có ai? Hay là cậu sợ fan nữ của cậu tới đây xé xác tôi? Vậy Tiểu San, chúng ta xem như làm hòa được chưa? Làm gì mà dễ dàng vậy? Cậu là người có lỗi trước mà. Muốn làm hòa thì phải đưa lễ vật, biểu hiện lòng thành tâm đi chứ. Hôm nay tôi tới đây gấp, không có kịp mang theo cái gì đâu. Trên người có mang theo một cây kẹo mút, có ăn không thì tôi đưa.
Bởi vì cây kẹo mút này nó cũng ngọt y chang như cậu vậy đó. Lại trôm lời thoại kịch ở đâu nữa đây? Cũng biết dỗ dành con gái phết nhỉ? Thôi bỏ đi, cậu lột kẹo mút ra và đút cho tôi ăn đi. Được. Thưa chị hai. Tạch tạch. Vũ Vi. Đoàn quay phim ngoại cảnh Quyền Mưu Thiên Hạ. Có tin tức quan trọng đây. Chị Mỹ, người đại diện của Lạc Vũ Vi, cái quảng cáo ngũ cốc mà lần trước em đi thử vai đó, nhà sản xuất cho biết nếu lần này hiệu quả tốt thì họ sẽ hợp tác lâu dài. Vũ Vi, chị thật lợi hại, phim truyền hình mới phát sóng có mấy tập mà đã được nhận được quảng cáo rồi. Vũ Vi, chị là người mới, đây là quảng cáo đầu tiên đúng không? Thủ lao, thế nào? Khẳng định không tồi đó chứ. 300 vạn hả? Phí quảng cáo đầu tiên mà nhiều tiền như vậy à? Tương lai là vô hạn rồi đây. Cảm ơn các vị, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Em mọi người, có thông báo mới về người phát ngôn của phá tan hỏa tuyến kìa, là Diệp Tiễn á? Diệp Tiễn đã giành được vị trí đại ngôn của phá tan hỏa tuyến rồi sao? Thiệt hả? Đưa tôi coi. Trời ơi, lợi hại quá. Vào đây được là ngon quá rồi. Bộ game này hot như vậy, lương khởi điểm ít nhất là 3.000 vạn đó nha. Diệp Tiễn, chúc mừng. Chúc mừng nha. Thình thình dình một cục luôn à nha. Quá trâu bò đi. Bây giờ cho tôi ôm đùi liệu còn có kịp không? Cậu bây giờ là một bước lên trời rồi đó. Không không. Làm gì có chứ. Vũ Vi, đừng ủ rũ nữa. Chúng ta không cần so sánh với bọn sao nam đâu. Hơn nữa, Diệp Tiễn khẳng định là có quan hệ với công ty game. Bằng không, tài nguyên được săn đón như vậy, làm sao có thể rơi vào tay một tiểu sinh mới nổi như vậy chứ? Chờ sau này em gặp gỡ nhiều, em sẽ phát hiện ra trong giới giải trí này là như vậy đó. Chị Mỹ yên tâm đi, em không có suy nghĩ cái gì đâu ạ. Tôi biết ngay mà. Ngày đó, thấy hắn và Khương Văn đi vào thì tôi đã biết ngay hai đứa hắn không phải là thứ đàng hoàng gì. Tôi cũng đã đặc biệt cảnh cáo hắn rồi, vậy mà hắn còn dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để cướp đi tài nguyên của cậu. Diệp Tử, thật sự là thứ rác rưởi trong ngành, ỷ vào mình có một cái túi da, đem đi bán khắp nơi, nam nữ đều không buông tha. Có phải hắn cũng đã từng quấn lấy Giang Vãn Trạch như vậy? Đúng vậy, hắn dùng thủ đoạn đê tiện này không phải một lần hai lần. Chỉ là Giang Vãn Trạch tự cho mình là thanh cao nên không thèm để ý đến hắn thôi. Bạc Tổng hình như rất cưng chiều em trai Giang Vãn Trạch. Nếu như nhìn thấy người từng quấn lấy em trai mình hiện tại lại dùng thủ đoạn tương tự để thu thập tài nguyên. Anh nói xem anh ta sẽ làm như thế nào? Ý của cậu là chúng ta sẽ đi tìm Bạc Tổng. Đúng vậy, và cầm theo những bức ảnh này nữa.